Anh rút ra đi, anh rút ra đi. Xong rồi, xong rồi. Anh hộ khẩu thường trú của anh ở đâu? À, anh Cường. Quê quán hộ khẩu thường trú. Vào đây. Ba tầng ở đâu? Ba tầng chỗ nào? Nam Định. Thế là lên đây lâu chưa? Kẹt tiếng đấy. Anh đã lên đây lâu chưa? Nam Định kẹt tiếng ba tầng. Mới lên đây à? Tất cả. Đã lấy được cái xe nào chưa? Toàn là đầu châu đạn có và đánh nhà. Vừa mới lên đây là lên từ. Đấy, toàn khu đầu gấu luôn. Bao nhiêu lâu rồi? Lên đây là bao nhiêu lâu? Là mình thích người đi từ 15 điện. Trước đây có tiền án tiền sự gì chưa? Đấy, toàn là đồ gấu luôn. Hai tiền án là tiền án gì? Tập thể của chống ở đấy, người với nhà ba ăn xong đánh nhau. Tiền án cưỡng đoạt. Là tiền án cưỡng đoạt đấy à? Bằng đường mặt lên. Thế là ba tiền án đúng không? Ngẩng mặt lên. Tiền án giết người đi bao nhiêu năm? Thế còn cưỡng đoạt? 2 năm. Thế còn trộm cắp của anh là đi bao nhiêu năm? 3 năm. Còn 2 chục. Xong rồi xong rồi đùa. Còn cái bán nữa. Mẹ giấu lắm chứ. Rồi. Có đủ rồi. Xong rồi anh ạ, đem vào tay xong rồi. Ok. Em tên là gì? Em là Hoàng Văn Hải ạ. Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1975. Hộ khẩu thường trú ở đâu? Ở Lộc Hòa, Nam Định ạ. Mấy tiền án tiền sự rồi? 1 tiền án ạ. Lên hôm nay lên hộ từ mấy giờ? Em lên án gì ạ? Rồi, còn cái hồng này ở đây. Đây. Rồi, còn cái hồng này. Xe chỉ có 3 viên thôi. Ừ, chứ bộ.
của anh là đúng nhé, mỗi xe có 3 viên thôi. Mỗi xe 3 viên nhưng mà đây là 4 viên thì nó coi như là loại nào nó định làm nó thích kiểu nào cũng được. Ok. Rồi đây là ổ này ổ xe số. Ổ này ổ xe số. Thích kiểu nào được, ổ xe số hay là ổ xe thích ổ xe tự động thì cũng được. Nét rồi anh ạ. Xong rồi. Anh có cái gì nốt không? Đây đây từ từ đếm. Em ơi sao làm gì? Lái luôn. Thôi, bỏ găng, bỏ găng. Chưa à, không ăn được. Ai mà đuổi nó thì làm sao hôm nay thì ai đuổi nó là nó quay lại nó tẹt luôn này. Đây anh em đây hai thằng này nghiện này. Nghiện giấy bạc để hít heroin này. Cũng có thể là mở được. Đây từ 4 cạnh. À đây là loại 6 cạnh. Từ đây là quen pha này. Thôi bỏ đây chuyển sang là cái này xem cái thua. Đây còn đây là của loại 4 cạnh này. Kiểm tra ví nó xem có hàng hóa gì không? Ví nó kiểm tra chưa? Đây là hai ví này, còn một cái ví nữa trong chỗ à đây này, hai ví này. Hai cạnh đủ rồi ạ.